Xin chào các bác ạ, đồ nhật Tây Huyền đang giới thiệu cho các bác một cái em nồi cơm Toshiba mã RC gạch ngang VSE5 các bác nhé. Và cách hướng dẫn sử dụng của nó được sử dụng như sau. Chúng ta thấy rằng là bên ngoài đồ nhật Tây Huyền đã dán dịch tiếng Việt ở những cái nút cơ bản này rồi đó. Và khi chúng ta nấu thì nó sẽ sáng đèn là nút nấu này, hẹn giờ thì sáng đèn là nút hẹn giờ, và ủ thì sẽ sáng đèn là nút hẹn ở nút ủ á. Chúng ta thấy ba cái nút này sẽ có đèn để chúng ta sáng lên khi cái chế độ đó hoạt động. Và chúng ta thấy rằng là bên trong thì có rất rất nhiều các chế độ nấu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nhá, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Từ trái sang này, chúng ta thấy đây là cái nút gạo lứt hay lúa mạch này. Gạo lứt lúa mạch, hâm nóng này, tắt này. Hàng đây là tiến lùi nhá. Đó, lùi tiến này, cài đặt về menu này, cài đặt về chọn gạo này, nấu này. Sokuma này hay là Sokuma, còn đây là hôn một cái kiểu dạng nấu của Nhật Bản các bác nhé. Đó, bên trong là hàng dọc bên trái này, chúng ta có này gạo lứt lúa mạch, chọn gạo, phương thức nấu ăn. Chúng ta cắm điện vào thấy đang nhấp nháy này, nhấp nháy cái đầu tiên đây chế độ gạo trắng các bác nhé. Và chúng ta ấn một lần này để xuống menu các chế độ nấu thì sẽ bên phải đây nó hiển thị tất tần tật các chế độ nấu của nồi. Đầu tiên đang nhấp nháy, chúng ta thấy chế độ nấu thường này. Xuống dưới, đây là chế độ Sukuma của Nhật này. Tiếp theo là chế độ nấu nhanh á, và chúng ta nấu chế độ nào chúng ta sẽ ấn nút nấu đó. Đó, thì nó sẽ nấu luôn cho các bác này, tắt đi. Và chúng ta thấy rằng là cái đèn ở bên phải và màu xanh á, sáng lên ấy, đó chính là cái đèn hút chân không. Mà có tiếng kêu e. Trong quá trình nấu thì nồi sẽ hút chân không mấy lần gì đó, chứ nó không phải bị lỗi các bác nhá. Mà tiếng e đấy là cái bơm hút chân không nó đang hoạt động cho chúng ta. Tiếp này, menu nhá, ở một lần nữa để xuống menu nấu này, phải hiển thị thời gian nấu luôn, nấu thường. Sokuma này, nấu nhanh 20 phút này. Cơm trộn kiểu Nhật này, cơm cháy, cơm trộn kiểu Nhật là 45 phút thôi này. Cháo này, eco tiết kiệm điện này. Đó, Kamado này, cơm rời này, cơm rời Kamado nhá. Và đây chế độ cơm dẻo. Thông thường thì shop hay chọn chế độ cơm dẻo này để nấu ăn. Cơm sẽ dẻo hơn rất là nhiều luôn cho chúng ta ăn nhé. Cơm dẻo mochi mochi ấy. Đó, chúng ta tắt đi. Rồi, ấm một lần nữa này. Sang bên phải này là chế độ gạo không vo nhé. Nhấp nháy đây tức là đang ở chế độ đó này. Chế độ gạo không vo với chế độ gạo trắng thì là y chang nhau thôi. Các menu là giống nhau hết. Tiếp theo là gạo lứt này. Gạo lứt thì nó ít hơn, nó chỉ có Kamado này. Ấm một lần xuống này, Kamado này 105 phút này, rất là lâu các bác nhé. Cơm sẽ rất là ngon này. Nấu thường này, với gạo lứt này. Gạo trắng hỗn hợp nhá. Đó. Hỗn hợp cùng với gạo trắng, gạo lứt và gạo trắng hỗn hợp lẫn với nhau ấy thì 105 phút. Và chế độ cháo gạo lứt thì 85 phút. Đó. Và chúng ta chọn chế độ nào thì chúng ta sẽ ấn nút nấu ở chế độ đó các bác nhá. Đó, shot thì quay cận cảnh cho các bác nhìn rất là rõ luôn. Tắt đi. Tiếp. Ở bên cạnh gạo trắng đây chính là chế độ gạo hỗn hợp với gạo thực dưỡng ở các loại đậu. Và chúng ta chỉ việc ấn nút nấu thôi. À, phân chia cơm này chế độ nấu thường rất là ít dùng chế độ này rồi. Và Kamado này chúng ta sẽ chọn đây chế độ nấu thường hay nấu rẻ có rất nhiều cho các bác luôn nhé. Tắt đi này. Đó, ấn nhiều lần thì sang là gạo không vo. Đó, tắt đi. Ủ nóng đây, sau khi hết một chu trình nấu thì nồi sẽ tự động sang chế độ ủ, chúng ta không cần phải ấn nút ủ. Nếu như mà chúng ta muốn ủ cơm nguội nóng lên thì chúng ta sẽ chọn nút ủ này để sáng đèn lên các bác nhé. Tắt đi này. Rồi, và để dùng được chế độ hẹn giờ nấu thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh về cái đồng hồ của nồi cơm về giờ. Hiện tại ở Việt Nam mình chúng ta sẽ chỉnh giờ luôn bây giờ các bác nhé. Chỉnh đồng hồ, chúng ta nhìn thấy có cái đồng hồ ở đây, chúng ta ấn và giữ đến khi số nó nhấp nháy nhé, có tích tít và nhấp nháy đấy. Nhấp nháy này được rồi này. À, giảm về 8 giờ 15 phút rồi. Chúng ta ấn và giữ này cũng được. Thì sẽ đi nhanh hơn rất nhiều cho việc là chúng ta phải giữ liên tục 8 giờ 15 phút này. Đó. Ở nút tắt đi các bác nhé. Thì nồi sẽ lưu lại cái đồng hồ chúng ta vừa cài đặt 8 giờ 15 phút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ nấu trước khi chúng ta chọn hẹn giờ. À, ví dụ chúng ta nấu gạo trắng này, ấn lần nữa để xuống nấu ăn. Nếu mà chúng ta mặc định của nồi là chế độ nấu thường rồi, chúng ta không muốn nấu thường, chúng ta muốn nấu dẻo thì chúng ta sẽ quay lại. Đó,
ấn mũi tên quay lại về chế độ nấu dẻo 55 phút. Sau đó chúng ta ấn nút hẹn giờ. Hẹn giờ đây chúng ta sẽ chọn thời gian nồi sẽ nấu xong cơm. Ví dụ như chúng ta muốn là 12 giờ 30 phút có cơm thì chúng ta sẽ tăng giảm thời gian ở đây. Đó. Lên 12 giờ 30 phút các bác nhé. Rồi và chúng ta ấn nút nấu luôn nhấp nháy, nhớ là để cho nhắc chúng ta là phải ấn nút nấu lại đi. Rồi sau khi ấn nút nấu thì nồi bắt đầu hút chân không và cái đèn của nút hẹn giờ sẽ sáng lên, tức là nồi đang nhận lệnh cho chúng ta thấy rằng là nấu ở chế độ hẹn giờ nấu, chế độ gạo trắng cơm dẻo 12 giờ 30 phút sẽ có cơm ăn các bác nhé. Đó, tắt đi. Và trên đây thì shop đã hướng dẫn các bác cách sử dụng rất là chi tiết cụ thể cái em nồi cơm Toshiba với mã RC gạch ngang 10VSE5 dung tích 1 lít. Nếu như bác nào mà có cái em nồi cơm này mà chưa biết cách sử dụng, chúng ta hãy xem hết video cũng như là nhắn tin qua số điện thoại Zalo góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể được gửi bản dịch tiếng Việt miễn phí cho các bác qua Zalo các bác nhé, hoàn toàn miễn phí, kể cả là nồi không mua tại shop Đồng Nhật Thanh Huyền. Ngoài ra chúng ta có cái em nồi cơm nào mà chưa biết cách sử dụng, hãy nhắn tin vào Zalo hoặc comment phía dưới video để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể. Video thì xin phép được dừng tại đây, các bác hãy ấn nút like, chia sẻ và đăng ký để nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đồng Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo ở shop.